Trùng dưa chốn này ngàn phương, có ba dòng sông cuốn xuôi biển đông, nhắc nhắc câu chờ mong về trên buồn vẫn vơ nắng quai vươn trên phù sa, có những cô thôn mà xa đón bảy dân đánh ca. Ngày qua trai gái sống vui muôn miền, quanh năm anh quốc e liềm vượt giới ruộng
đều tranh chia bay hồ ơi. Bao dòng máu dâng hết tuôn tràn, quê mình chúng tôi kiếp nêu tàn, cho đồng bàn cũng ca đồng nàn. Ngày vui tan đông binh, mẹ bồng con sẽ sinh, chiều đời sớm rộn ràng nước người trở chiến, nồng ngồi hân hoan tiếng cười đoàn. Thưa quý vị, có thể xem như đây là một đại nhạc cảnh trường ca Hội Trùng Dương. Xin được giới thiệu những thành viên đã hỗ trợ cho bé Quốc Dương trong tiết mục này: ca sĩ Ngọc Mai, ca sĩ Hà Vân và nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh, nhóm bè Sunrise và vũ đoàn Phương Việt. Cảm ơn tất cả các bạn. Vừa hát vừa diễn nổi gai ốc như vậy đó. Con ơi, con hát tiết mục này con mệt không? Dạ mệt. Con tập hết bao nhiêu lâu để có được cái tiết mục này? Dạ con không nhớ. Không nhớ luôn hả? Tập nhiều quá trời. Thầy Quốc Đại, lần trước thầy Quốc Đại là cũng mang ra một cái tiết mục gọi là gom hết nghệ sĩ của thành phố, có bao nhiêu tràn hết lên sân khấu, 8-90 con người. Bữa nay cũng vậy nữa. Sao thầy Quốc Đại giờ xúc động quá hả? Không, thật sự là hôm nay con với cái sức của con mà thầy giao như vậy là thầy thật sự là đưa một cái ca quá khó cho con. Và thầy lo nhất là cái đoạn con hò miền Trung. Ban đầu là dự định là không cho con hò, nhưng mà nếu mà không con không hò thì sẽ mất cái hay của con ở bài này. Và hỏi con hò được không? Tập con hò được không? Chắc chắn con làm được. Và hôm nay thì con hò như vậy thì thầy quá yên tâm.
Thầy cảm ơn con rất nhiều. Quá giỏi. Bây giờ thì mời ý kiến của các vị giám khảo. Mời cô Thanh Hằng. Con Lê, chú rất là khen khi mà con đến cái đoạn Huế đó, con ca một cái chữ mà rất lòng chú luôn. Miền Trung vọng tiếng, em xin em bé tên là Hương Giang, đêm đêm khu ảnh trắng vàng mà tháng. Được, có ca cái câu mà họ ơi, tiếng nóng ma buồn qua cửa chờ, bên vẫn lâu, thuyền vỡ đêm sâu. Chú, con có biết là cái chữ sâu đó, cái chữ đơm sâu đó con, đối với chú nó hay vô cùng. Quá là tuyệt vời của làng nhạc chúng ta, nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Ba dòng sông của ba miền đất kết thành một trường ca. Đây là một tác phẩm giá trị, vô cùng giá trị. Và hôm nay cảm ơn anh Đại đã mang lên chương trình và đã gửi lại nhiều kỷ niệm. Cảm ơn con, cảm ơn chương trình. Mời cô Đăng Trang. Cô cùng với tất cả mọi người cảm thấy rất là tự hào về con. Con rất là giỏi. Đây là một thử thách vô cùng là lớn, nhưng chuyện đó bỏ qua một bên, vấn đề quan trọng là con đã làm được vô cùng tốt. Phần đầu của con, khi mà cái đoạn đánh trống từ phách nhẹ cho tới phách mạnh, cái đó cần phải có cái trí tuệ, sự thông minh thì mới có thể nhớ được, phải hiểu thì mới có thể làm được. Vào trong phần hát, những cái phát âm của con hiểu được là phần miền Trung thì phát âm như thế nào, miền Nam phát âm từ cái lúa chín là hát phát âm đúng rặt Nam Bộ. Rồi kỹ thuật thanh nhạc, có những lúc đẩy lên, có những lúc da diết legato, rồi cái staccato, rồi những cái lúc dùng hơi để đẩy lên, tất cả mọi thứ con đều làm rất là tốt. Và còn phần diễn xuất nữa, con phải hát á, trên cái thử thách nữa, đó là con đứng trên cây tre, rồi ngồi trên cây tre, ngồi trên cái thúng, phải trải qua cái bố cục sân khấu rất là nhiều nơi khác nhau nữa. Vừa phải nhớ lời, phải nhớ động tác, phải tập trung vào câu hát của mình và phải giao lưu với các cô. Và con vô cùng may mắn khi có được cô Hà Vân, cô Ngọc Mai và cô Vân Khánh, ba người bạn mà cô rất là khâm phục về giọng hát cũng như là về cái nét đẹp. Khi mà ba cô bước ra, mặc dù là bạn của cô, nhưng cô cảm thấy vô cùng là xúc động. Bởi vì hình ảnh của các cô cùng với con, cùng với sự dàn dựng của Vũ đoàn Phương Việt và bàn tay dàn dựng của thầy Quốc Đại, làm cho tiết mục của con vẽ nên một cái bức tranh vô cùng đẹp, một bức tranh Việt Nam rất đẹp. Ở đó con là người nổi bật nhất. Xin cảm ơn Quốc Đại, cảm ơn Quốc Dương. Chúc mừng tiết mục rất hay. Dạ, cảm ơn giám khảo Đăng Trang. Vậy rồi, giờ cô Thanh Hằng cho điểm trước nha. Cô cho con 10 điểm. 10 điểm. Cô Hằng suy nghĩ� nhanh chóng gọn lẹ, suy nghĩ từ lúc nãy giờ rồi. Nếu mà con vô nữa thì Đại làm gì? Dạ làm gì thì lúc đó tính sao chị ơi. Nếu mà con vô nữa thì cô Hương mới được biết bí mật. Giờ cô Hương cứ cho con điểm trước đi cái đã. Có điểm đi. Nhiều cô Hương ơi. À, thấy thương quá. À. Thích không con? Con thích không? Hương thích không? Dạ thích. Hương có mệt không? Con ơi, hát lại bài này con hát nổi nữa không? Dạ không. Không nổi luôn rồi hả? Ôi, thấy thương quá à. Thấy không? Nghĩ sao nói vậy à? Không có mặt kìa. Sao cô Hương ơi? Nhiêu điểm khán giả? 10 điểm cho con. 10 điểm. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô Thanh Hằng và cô Việt Hương nha. Thu qua hè mảng đông tới, cho đến khi cánh tàn bước vào xuân. Bao năm tháng mong tình, nhưng giờ dường như mãi xa muôn trùng. Đời mù đuôi ngàn tay kiếm đưa tới, mong có ai thương giùm này. Cầu Minh Quang giúp tôi tương phùng Quang Nhi, nối Quang Thiên lễ tràng đêm ngà. Dạ tới rồi. Dạ mời ông. Bấm gia gia, đã tới, đẩy đồ cho ta.
Dạ. Tới giờ ông ơi. Tới rồi à? Dạ. Ông chờ con chút xíu, con vô con thưa với mẹ con rồi con ra con bẩm lại với ông. Nhà mình. Mẹ ơi, con dẫn ông Quang về tới rồi đó mẹ. Hải Thọ. Dạ. Con về rồi đó hả con? Dạ. Con à, con hãy ra bảo với ông Quang ấy rằng, dạ, nếu phải là bao công thì phải chung vô lò gạch, chứ mẹ tôi không rảnh mà ra. Mẹ nói chơi hay mẹ nói thiệt mẹ? Mẹ nói thiệt. Cho chung vô. Đi đi Thọ. Đi đi. Dạ đi. Con vĩnh biệt mẹ. Vĩnh biệt lò gạch thân yêu. Tự nhiên đi kêu vĩnh. Thọ. Con là ông. Ông ơi. Chuyện gì vậy Hải Thọ? Mẹ con nói nếu ông đúng là bao công, ông chui vô lò gạch đi, chứ mẹ con không có rảnh đâu mà ra. Đó ngã thanh nhị lôi tâm khỏi dân kỳ thinh quả phát liên à. Ngã bổn quan vô sông hữu hoa phiền phá huyền tiểu môn hà đắc nhập mơ. Ông thương tình mẹ con giùm đi, mẹ con bị quan ông ơi. Mẹ con tội lắm ông ơi, ráng giúp giùm. Thôi được rồi. Yeah. Hải Thọ. Dạ Thọ, con có dẫn đường cho ông. Dạ. Nhà con hơi khó vô, ông chịu khó đi với con nha. Đây mũ xin chào vũ tư văn chuẩn. Người quý tôn giả hành y cẩm. Nhãn âm quang tể thể khôi ngô, chắc dĩ phu nhân nào trọng thế mảnh đơn côi, nói vẻ trọng thái mới biết bổn quan mà chào mà hoi. Ngủ chưa chắc ngại là bao công. Nếu chưa chắc thì bà mời ta vào đây làm gì? Nếu phải là bao công thì phía sau ốc phải có ba đông xương y nguyệt tam sao. Tại sao?
sao bà biết bao công ta của ba đốc sương yên nguyệt tam sa? Chỉ có thần đông nhạc mắt bảo nên ta đây mới biết. Thần đông nhạc, thần đông nhạc, thần đông nhạc à. Bổn quan đã quỳ rồi, người mau mau khâm nghiệm. Hải thọ. Dạ thọ đây. Ông quan ông quỳ ở đâu vậy con? Dạ ông đang quỳ trước mặt mẹ, mẹ ơi. Vậy à? Dạ. Dẫn mẹ đi con. Dạ đi. Tới giờ đó mẹ. Sure.
từ đó ta phiêu bạt khắp nơi, mai nhờ Quách Hải Thổ con nuôi mà hiếu ân như trời bể, ta mới được sống còn chờ bao chuẩn để bài phân. Lòng nương nương thằng nghe bóng dân niềm thương, phần đồng cung dấu tích chỉ nơi mình vàng. Cao mặt chữ là dòng đương kim tống dương lâu đời sau. Tấu lĩnh bà vụ án bích dân công, thần sẽ điều tra sáng tỏ, nếu sự thật không phơi bày ánh sáng, bao chuẩn xin thề sẽ tư quan trao ân. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn Bao Công Vô Lò Gạch với phần trò diễn của các nghệ sĩ Chí Thiện, Bạch Lợi, Trường Lộc và nghệ sĩ Lê Thanh Thảo. Cảm ơn các nghệ sĩ đã hỗ trợ cho bé Trọng Nhân với tiết mục này. Mời ý kiến từ cô Việt Hương. Tất cả những cái kỹ thuật biểu diễn đối với một cái đứa bé mười mấy tuổi như con thì về hình thể tốt, những cái lắc râu, lắc đầu, những cái đi chân chỉ thiếu một chút xíu, đó là nội lực của một người diễn viên đóng cái vai đa nhân cách trong người lúc đó. Thì cái thần thái và cái cốt cách của ổng chưa cho tin được một cái ông quan thượng triều cao nhất. Đó là kinh nghiệm cuộc sống. Từ từ, riêng cái nghề này nó giống như là mài cái viên kim cương vậy con. Càng mài dũa thì nó ra tám ngạnh, rồi nó ra trái tim, rồi nó ra hình mũi tên, gửi ngàn nụ hôn. Cảm ơn cô Việt Hương. Đây, bây giờ mình mời cái người mà gạo cội của cái lương luôn nè, cô Thanh Hằng. Con đã đảm nhiệm cái vai này nó quá nặng, nhưng con đã làm được và tròn. Cái ông này, ông thần thái, liêm minh, chính trực. Những cái mà thần sắc cái gì, hãy để đó cho ta, bước ra nhạc lên một cái rồi. Con mắt con phải thần, tự giới thiệu, tôi là một người cầm cán cân công lý cho tất cả thường dân. Rồi khi mà con bước vào cái lò gạch như vậy, đi vô là phải coi ý tứ đàng hoàng. Phủi ra, đi vô từ tốn, từ từ cuối đầu qua bị cái lò gạch nó nằm, nó mà bị phải nằm có một tí gọi là khoan thai trong cái khoan ánh mắt thai vọng. Hiểu không? Dạc nhắc nhở cho con thôi, cái đó là chi tiết. Chúc mừng con làm được thành công lắm rồi. Giờ mời cô Trang nè, coi như là mình một khán giả mình thưởng thức một tiết mục cải lương tuồng cổ với phần trình diễn của bé Trọng Nhân, thì cô Trang thấy sao? Con là một thí sinh độc nhất vô nhị tại thử tài siêu nhí, bản thân cô sẽ cho con 10 điểm ngày hôm nay. Cảm ơn cô Đoan Trang. Còn chú Quang Lê, sau khi nghe hai cái bà hai bên nói quá trời nói, giờ chú Lê thấy làm sao? Diễn xong thấy tức lắm, tại vì đang giải quan cho cái bà này mà chưa giải mà hết rồi. Bây giờ chú cho con điểm rất là cao, nhớ vòng sau giải quan cho bà nha. Dạ. 10 điểm. Giải quan cho bà cũng không phải là chuyện đơn giản đâu anh. Là tại vì khi mà về tới triều đình là phải trải qua rất nhiều cái mâu thuẫn. Trải nữa hả? Để nghe nè, thời đại internet, Google, YouTube một cái là search nó ra một chục tuồng như vậy. Tưởng mà nói gì bất kể cứ. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Cảm ơn quý vị. Chúc cô ơi, cô ơi cô, con về rồi nè. Bé Thanh của cô thi đậu rồi nè. Cô ơi. Ủa, sao không thấy cô mà cũng không thấy con đò đâu luôn. Dạ, con chào chú. Chú ơi, cho con hỏi cái chú. Sao con? Chú có thấy cô giáo của con đâu không chú? Trời, cái thằng muốn tìm cô giáo thì vào trường vào lớp mà tìm, chứ sao con lại quanh quẩn cái bến sông này? Dạ, tại cô của con á là chèo đò ở bến sông này nè chú. Tối đến là cô dạy cho con với lại mấy bạn trong xóm học đó chú.
Có phải con muốn nói đến cô Lan đúng không? Dạ đúng rồi, chú biết cô hả chú? Chú chỉ cho con là cô ở đâu đi, để con tới, con nói với cô là con thi đậu đó chú. Cô ở đâu vậy chú? Con là học trò cũ của cô Lan. Dạ. Vậy con chưa biết chuyện gì sao? Dạ, tại con có theo ba mẹ lên thành phố một thời gian, nên con đâu có biết gì đâu chú. Mà có chuyện gì vậy chú? Có chuyện gì vậy chú? Nước lũ trắng xóa cả một miền quê. Năm đó, vì cứu các học trò bơi qua sông, mà cô giáo của con bị nước lũ cuốn trôi rồi. Về lối cũ.
một tiết mục đầy cảm xúc. Cảm ơn con, Ngọc Thanh. Làm như là con đã có giàu cảm xúc sẵn trong người con rồi đó. Cho nên là khi mà con cất vợ tiếng ca lên á, thì có những cái đoạn khúc nó không có rõ lời gì mấy, vì quá cảm xúc, phải không con? Dạ. Thì thôi con chúc mừng con cái tiết mục là rất là hoàn hảo, là tròn trịa. Từ đâu con có cảm xúc dạt dào như vậy? Ở dưới hậu trường thì con đã nuôi cảm xúc trong người mình rồi. Nên khi lên thì con sẽ lấy cảm xúc rất là nhanh. Cái từ nuôi cảm xúc đó rất là chuyên nghiệp đó con. Tuổi con nhỏ mà con biết được cái điều đó thì rất là tuyệt vời. Chứ nếu như con chạy cà tung cà tăng, con giỡn với các bạn thì con lên đây con sẽ không có thể nào đầy cảm xúc như vậy được. Chú chúc mừng con. Cảm ơn chú Thanh Bạch. Lời nắng sông.
quý vị, đó là bé Huyền Trang. Xin cảm ơn vũ đoàn Hải Âu. Con ngồi đây, con ngồi đây. Đó, ngồi đi gái đó. Trời ơi, cưng quá. Chú Nghĩa ngồi sau con, giống như là tùy tùng hộ vệ cho con vậy đó. Dạ, dễ sợ quá quý vị. Dễ ơi. Sợ quá, khủng khiếp bé quá. Bé Huyền Trang làm cho mình bất ngờ quá đúng không? Mấy tuổi tuần con? Trước con mấy tuổi nè con? Dạ con 5. 5 tuổi thôi. Mấy tuần trước là diễn kịch không thôi, bữa nay hát. Quốc Đại ơi. Dạ. Rất là khó. Tại vì á, có 3 bé thôi. Bé Vĩ Dạ nó lại một cái màu sắc khác. Thành ra là bây giờ còn bé Quốc Dương đẹp quá, bận vô nguyên đồ thủy thủ đó. Rồi bây giờ cái cô này vừa hát vừa diễn nữa. Mà xin chân thành cảm ơn cái vũ đoàn bưng bê nam nữ đẹp quá, tôn vinh cái bà này lên. Bà chút ép xong đứng trên cái bục cao, quay qua nói chị Hằng, trời ơi cưng chịu hết nổi. Bây giờ tôi không biết là đưa ai vô đưa ai ra. Quốc Đại ơi. Phải không chị? Điếm Quốc Dương cũng đẹp mà. Bé này cũng đẹp, bé Vĩ Dạ nữa. Bây giờ làm sao bây giờ cho tôi về được không? Ban tổ chức nghỉ chấm. Thôi cô Hương ơi, bình tĩnh ngồi xuống cô Hương ơi. Cái điều mà làm mình bất ngờ đó là ở cái tiết mục này bé không có diễn kịch như mọi khi và bé chỉ hát. Nhưng qua cái bài hát của bé, cái thần thái của bé ra một vị nữ tướng, nữ anh hùng Bùi Thị Xuân. Quá tuyệt vời trong cái tiết mục này luôn á. Con cho cô đi theo chăn voi cho con nha. Được không con? Chịu không? Dạ. Ôi, sao mà cưng sao dạ? Sao vậy? Dạ phải coi lên con voi nó ngã. Trời. Chú Lê lên nó mới ngã. Cô chỉ cho voi ăn mía thôi chứ cô đâu có làm gì con voi. Cưng quá, con hơi sang quá. Dạ. 5 tuổi đời rồi trời ơi. Mà mấy cô chú công nhận không? Hát không rớt một nhịp. Bây giờ đúng sao? Rồi, ba giờ bài sao? Toàn là cũng dạ. Bài là khó đâu phải bài dễ đâu. Dạ dạ. Dạ cô Hằng, biết cô Hằng cũng nôn lắm rồi nhưng mà giờ mời cô Hằng nén nói lại xíu dạ. Mời chú Quang Lê trước ạ. Bây giờ chú thích con thì chú phải chấm điểm cao thôi. Còn nếu mà chú không thích con thì chú cũng phải đành chấm điểm thấp hơn. Nhưng chú thích con và con dễ thương lắm. Thôi em ơi, em nói câu thiệt lòng nãy em nói chị đi, em đừng có giả bộ, trốn tránh. Giờ nãy... cuối thì Quang Lê nói trời ơi tôi thích quá, đem hình ảnh tôi lên lúc bưng voi ra đó. Cái này là cô Hương của dễ ra nè. Ông nói trời ơi, cái này là 9 điểm thôi mà tại vì nó bưng hình ảnh tôi lên. Con dơ thì tôi em cho 10 điểm ông Lê này nè. Học quái, bưng hình ảnh ông lên ông quái. Đúng, hồi nãy vậy là... cái mê một... lắm. Con mang cái hình ảnh con voi lên, chú thấy giống chú quá. Cho nên chú quyết định là cho con cao hơn 9 điểm. Dạ, cao hơn 9 điểm là bao nhiêu thì mình chưa biết ha. Dạ. Chút xíu mình sẽ biết. Còn giờ mời cô Đoan Trang tiếp lời ạ. Trời ơi, mới có 5 tuổi mà sao thuộc những cái bài hát dạng sử thi như vậy. Thật sự là có tài. Đồ đạc, trang phục, tất cả mọi thứ trên sân khấu rất là đẹp con ơi. Và nhất là 5 tuổi mà hiểu mình đang làm cái gì. Cái mặt lúc nào cũng đằng đằng sắc khí, không xả dai. Cô chịu. Cảm ơn con. À. Con cảm ơn cô. Dạ, bây giờ thì mời đến cô Thanh Hằng. Nãy là... nếu nói cô Hằng nén nói, giờ mời cô Hằng nói ạ. Thôi giờ không nói nữa đâu. Sao cô? Mời bà... không có dám, không có nói nữa thì mời bà chị vô luôn đi. Bởi vì hay quá đó con, biết không con? 5 tuổi mà mày đặt lời thề non sông. Trời đất ơi. Mày vừa với bà chị luôn. Mày vừa bước ra cái hàng chứ nó trời Hương ơi. Tôi nói chú quét rồi, chú chưa cao bằng ba cái bậc tam cấp nữa mà lời thề non sông. Mày dễ thương nhất là cái chỗ mà giơ hai tay lên gì nè. Ừ. Hai tay bả cục ngủng. Tôi đi đứng gì chị luôn á chị cưng ơi. Gì đâu á. Vô đi chị. Dạ. Chị vô chị. Biết là vô rồi nhưng mà giờ phải cho điểm con chứ. Con muốn nghe điểm ai trước nè. Dạ con muốn nghe điểm à. Cô Đan Trang. Cô Đan Trang, mời cô. Bây giờ chú Quang Lê chứ cô Thanh Hằng là chưa có lộ điểm ra thì cho cô giấu vô một chút vậy đó. Rồi, chú Quang Lê thay mặt cô đi. Rồi, dạ, mình mời chú Quang Lê trước con ha. Dạ. Dạ, mời chú Quang Lê. Rồi, chú cho con 9.5 điểm. 9.5 điểm. Từ chú Quang Lê. Tới ai nữa con? Ai nữa con? Cô nào? Kêu cô Hương khó đi, xử cô lắm nha con. Dạ. Cô Hương đi ha. Dạ. Ai, mời cô Hương. Cô Việt Hương với chú Hoàng Lê là bạn một, cho nên cô cũng cho con 9.5. 9.5 luôn từ cô Việt Hương. Cô đang tram với cô Thanh Hằng, một lát mình sẽ biết. Chúc mừng con gái. Định xâm chiếm nước ta rồi đây
chồng lên quê hương đại việt. Không, không, ta không thể để nước ta chìm trong máu lửa. Toàn muốn được hội bằng để tìm kế chống giặc Nguyên Mông. Chuyện gì, chuyện gì? Chuyện gì mà làm náo loạn cả bến Bình Thang, nơi mà hoàng thượng và các vương hầu đang họp bàn chuyện đại sự? Cớ sao ngươi lại đến đây gây náo loạn vậy hả? Trần Quốc Toản xin được tham gia hội nghị cùng vua và các vương hầu để góp sức mình ra tay chống giặc. Phép nước kỷ cương đã rõ ràng, hãy về mau, không thôi á thì bị phạt. Tuổi của nhà ngươi còn quá nhỏ thì biết chi chuyển nước nhà. Tình yêu nước không phân biệt trẻ già trai gái, tuổi nhỏ nhưng trái tim luôn sôi sục máu căm hờn quân giặc. Rèn luyện võ nghệ, mong được góp sức mình ra tay chống giặc xâm lăng. Thôi, hãy về đi, về mà lo chuyện học hành. Còn không thôi, phép nước sẽ không tha. Toàn không phải là trẻ con, toàn muốn được góp sức mình để ra tay đánh giặc giữ sơn hà. Hoàng thượng gia lâm. Hoàng thượng giảng bi, giảng bi, giảng giảng bi. Bình thân, có chuyện chi náo loạn nơi đây, trong khi ta và các vương hầu đang họp bàn chuyện nước nhà? Dạ kính thưa hoàng thượng, toản muốn được họp bàn chuyện đánh giặc Nguyên Mông. Chẳng hề em ta năm nay được bao nhiêu tuổi? Dạ 15. 15? Em hãy về lo chuyện học hành, chuyện nước nhà đã có ta và các vương hầu lo liệu. Dạ kính thưa hoàng thượng, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình, như toản đây cũng muốn góp sức mình để ra tay chống giặc. Tại sao em lại có suy nghĩ như vậy? Dạ như thanh dông năm xưa loại trừ giặc ân, dạy sắc dương cao quân thù kiếp kinh, làm rạng danh sư sơn, là người con đại việt thân thương không thể nào lặng im. Vậy hôm nay em tấn công lặn lội vượt đường xa đến bến Bình Thang, ngoài ước mong được tham gia cuộc họp, vậy còn điều chi em hãy nói. Thôi được, ta cho em một quả cam này. Cam gió xanh nhưng ngon ngọt vô cùng, toàn muốn được lụm bạc, nào có cần gì ngon ngọt của cam. Dẫn nước lâm nguy sao nỡ đứng nhìn. Thôi em chớ có dỗi hờn, mà hãy về lo chuyện bún. Hoàng thượng ơi, xin người hãy nhận đây là trái tim nồng nàn tình yêu non nước. Bầu nhiệt huyết sục sôi trước nguy cơ quân thù xâm lăng, thì gia nào toán an tâm trước sự hung hăng bạo ngược của quân. Tuổi 15 toàn đã hiểu được ngọn ngành, xưa phụ động thiên dương đã làm nên chiến tích, quyết giữ gìn cương thổ non sông, thì có khá gì khi toàn đã luyện được võ văn, tập hợp anh em nguyện cùng sông trần. Tuổi tuy nhỏ nhưng tinh thần không nhỏ, quyết xả thân cứu lấy sơn hà.
lời em chân thành. Vì biên cương khôn nguy vô cùng mà em đây quyết tâm. Thôi thì em nhé, đừng để mẹ hiền trông mong. Giữa lúc này mà bắt ta phải dùng cam, như trẻ nhỏ thèm vị ngon ngọt từng cây trái. Không hoàng thượng ơi, lẽ nào người lại không cho toàn được sống pha nơi chốn xa trường. Hoàng thượng, quả cam mơ hiện giờ ta chỉ muốn cùng quân đại diện đánh tan loài giặc dữ. Đất nước còn không còn ta cũng được, đất nước không ta có cũng bằng không. Quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn Trần Quốc Toản ra quân với bé Ngọc Tâm cùng sự trợ diễn của hai nghệ sĩ Minh Trường, Nam Trung và vũ đoàn Chuông Gió. So với tất cả những vai, những bài mà con đã làm cho đến thời điểm này, con sẽ gây một sự ngạc nhiên rất là lớn. Vũ đạo rất là khó, văn phong, khẩu khí để thể hiện một vai nam Trần Quốc Toản ở đây, con đã có một cái niềm tin rất là lớn về điều đó được thể hiện trong từng câu, từng chữ và động tác rất là dứt khoát. Và con luôn luôn nhớ điều này và không bao giờ con quên, con đang là con gái mà con đang là nhân vật. Và cái điều đó con đã làm một cái đường dây xuyên suốt và diễn rất là chi tiết, từ ánh mắt đến cử chỉ động tác và kết hợp với vũ đạo văn phong, con làm thành một cái nhân vật làm say đắm lòng người. Mọi người không thể rời mắt được vào nhân vật và cảm nhận được tinh thần yêu nước. Mà cái này là cái khó nhất. Ngoài vũ đạo ra, ngoài văn phong ra, con thật sự là con yêu mến quê hương đất nước thì con làm mới được, chứ con không thể diễn mà trong lòng con không yêu. Và tình yêu đó con chạm đến trái tim của tất cả mọi người. Con xuất sắc, con giỏi lắm, con tuyệt vời nhất cho đến thời điểm này. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. À, quá trời những lời khen tặng từ giám khảo Thanh Bạch dành cho con. Thế còn chú Hoài Linh thì sao ạ? Cái thần ở trong con mắt con á, rất là hào khí, một cái sự yêu nước mãnh liệt con đã thể hiện được ở trong vai của Trần Quốc Toản. Thật sự ra thì chú không nghĩ là con đảm đương cái vai này nổi đâu. Khi mà chú gặp con ở ngoài, con nhẹ nhàng mà con thấy con im ắng lắm kìa. Chú không có thấy con mà mắt con mà dữ hừng hực như vậy đâu. Chú phải khen một cái điều này này, là cái người mà dàn dựng cho con á, tức là ông Năm của con á, rất là khôn khéo. Những cái đoạn mà khán giả vỗ tay con á, là những cái đoạn mà ông ấy biết con yếu. Con là nữ mà còn nhỏ nữa, con không có thể nào nhấn được cái điểm đó mạnh, thì ông thả cái nhạc vô cái đùng, người ta vỗ tay liền. À, ông này ông quỷ chứ không phải ông người phàm đâu con. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Xin chúc mừng Ngọc Tâm với Trần Quốc Toản, quá tuyệt vời. Cảm ơn các vị giám khảo.
Thưa quý vị, đêm sương con thơ thẩn, đêm mưa hồ mình nở trời quạnh hiu, nghiêng ngửa mảnh trăng gầy khóc rồi. Các chị giám khảo nghe bé Quách Phú Thành ca xong chịu không nổi phải không ạ? Giám khảo cô Thanh Hằng nghĩ sao cô? Cô khóc à. Tại vì bộ môn nghệ thuật cải lương của dân tộc mình nó thiêng liêng lắm. Mà tiếng đàn rao lên là nó làm như là cái người xa quê hương, cái giọng về cố hương. Cho nên mặc dù ở quê nhà nhưng mà thật sự rằng khi nghe tiếng đàn lên là cái thiêng liêng nó đã vào trong máu, trong hồn của mình rồi. Cô vô cùng ủng hộ con. Cảm ơn con nhiều. Không phải là lứa tuổi của con á, ai cũng có thể cảm nhận được bài hát này. Và cái giọng của con nó đủ sức để nó truyền tải cái thông điệp đến cho người xem. Mà con có một đôi mắt hầu như chiếm quan trọng nhất trên khuôn mặt của con. Đôi mắt của con biết nói và biết diễn tả được nhiều điều. Và điều đó nó rất là quan trọng trên sân khấu. Chúc mừng con. Thấy con á, hát cải lương á, mình thấy mình mừng ở cái chỗ là như vậy là mình có quyền hy vọng là cải lương của Việt Nam mình không bao giờ bị mai một. Chú không biết con suy nghĩ gì về cái gia đình mà chú thấy con toàn hát về gia đình. Dạ thưa chú, là con rất yêu gia đình. Tuy rằng từ nhỏ phải xa mẹ, nhưng con rất rất thương cha mẹ. Từ nhỏ con đã sống với ông bà, cha mẹ thì ly dị. Còn con thì phải sống với ông bà từ lúc còn 14 tháng. Ông bà tần tảo nuôi con, giúp con lớn khôn lên người. Phú Thành cháu nội tôi ở với tôi từ nhỏ tới lớn. Tôi không dám kể về cái chuyện gia đình của mẹ cha nữa, nhưng mà bây giờ mới kể. Hồi đó giấu giếm hồi nào tới giờ không dám kể, sợ cháu nội buồn với hơn mặc cảm. Từ nhỏ thì lúc 4 tuổi con được nghe các cô chú hát những bài ca cổ thì lúc đó con hát theo. Sau đó thì khoảng chừng con được 10 tuổi được mẹ Hằng dìu dắt vào câu lạc bộ đờn ca tài tử của phường. Qua đó con được học hỏi từ các nghệ nhân những bài bản trong đờn ca tài tử. Thì con cảm thấy rất là mê cải lương. Trong câu lạc bộ đờn ca tài tử thì có các chú rất là thương con, dạy bảo con từng ly từng tí. Cháu nội thì học giỏi bên trường các ngôn, một năm thì cháu nội học ngôn được 5 tấm giấy khen. Từ lớp 1 cho tới lớp 4 là cháu nội Phú Thành được 14 tấm giấy khen. Cháu đam mê cải lương, nghe bên bển khen nhưng mà tôi cũng chưa có hay. Cháu ca như vậy cũng rất là mừng, học giỏi mà lại ca hay nữa. Tôi cũng rất cảm ơn mẹ nuôi của Thành là Hằng, thương vì cái cảnh
nội thì già buôn bán mà gánh nuôi cháu nội như vậy, rồi hơn nữa mẹ nó bỏ đó, rất là thương mà giúp đỡ. Trong gia đình con, ông bà là người con yêu quý nhất và mẹ Hằng là người con yêu quý thứ hai. Mẹ Hằng đã dìu dắt con thi cuộc thi tử tài siêu nhí này và quyết tâm của con là tự tin chiến thắng để cho ông bà và mẹ Hằng tự hào và hãnh diện về con. Con yêu gia đình con lắm. Bây giờ chú thật sự ra chú muốn con khi mà con vô được cái vòng trong thì con sẽ trình bày những cái bài tài tử. Mà con mà theo được cái dòng tài tử này nữa thì chú hy vọng là có người bảo tồn và phát triển cái đơn ca tài tử mà được UNESCO đã công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Yeah. Như vậy là con đã nhận được 4 sự đồng ý của các vị giám khảo. Chúc mừng con nha. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn con. Chào tạm biệt con. Ba tôi đưa tôi ra đầu làng một mình ba đôi cả trời nắng to. Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng. Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng. Làng tôi quanh co quanh co quanh co quanh co. Ba tôi đưa tôi ra đô làng một mình ba đôi cả trời nắng to. Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng. Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng. Làng tôi quanh co quanh co có rơi rớm khô.
xin chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Con tên Thạch Phi Đen, năm nay con 12 tuổi, con đến từ Bạc Liêu. Hôm nay con xin trình bày một nhạc phẩm Sầu Đau Quê Ngoại. Cho chú thắc mắc một điều. Chú nhìn cái tên của con là chữ đeo là giống như tiếng Anh vậy đó, giống như là cái máy vi tính. Nhà con bán điện tử hả con? Dạ, con tên Phi Đen. Phi Đen. Phi Đen. Tại sao đặt cái tên này? Dạ, tại vì cha con nói là dòng họ con là tên gì cũng trụng, chân tên Mơ là hai đứa em con tới tên Mơ lận. Cha con coi Du Tiến, thấy cái ông gì ở trên Du Tiến á, thế nào cha con đặt tên cho con tên là Phi Đen luôn. Cha con đặt cái tên có ý nghĩa vậy luôn. Nhưng mà họ Thạch là sao con? Dạ con người Khmer. Đấy thôi, họ Thạch là người Khmer. Khoan, xí xí. Chú hỏi thiệt con nè, con biết ca tiếng Khmer không? Dạ không. Ủa trời vậy thôi. Kỳ vậy? Dạ dữ dội mà dạ không. Thôi cho con ta hát đi, hát đi con. Rồi xin mời âm nhạc. Trời nghiêng bóng nắng, trái nhẹ trên đồng lòng nghe nao nao. Bao năm chưa về thăm hỏi, con đò ngang ngày trong đã về, nên không còn ông lão sang đưa. Bờ sông xưa ngoài hay đứng đón, con tan trường về mẹ con chờ. Con dạy hả? Dạ ba dạy con hát. Thấy không? Ừ biết mà. Hồi nãy có cái bé kia thi á, là bà ngoại với má là hát bài bà nội. Còn con là ba dạy là hát bài bà ngoại. Bị gì nịnh cái đội bên kia đó hiểu không? Sầu Đau Quê Ngoại. Biết mà, biết thế nào nịnh ba. Nịnh má vợ dạy. Đúng rồi, nịnh má vợ. Còn bên kia là ta định ngược lại. Trước tiên con không biết là mấy cô mấy chú làm sao, nhưng mà con rất là đỉnh đạt, hợp lý, hát không có bị non như một đứa con nít. Riêng cô Việt Hương rất là chịu, và đặc biệt cô sẽ bỏ phiếu chịu cho con. Dạ con cảm ơn cô Việt Hương. Cô Việt Hương nói cũng đúng đó, là con có chững chạc trong cái biểu diễn của con, cái giọng của con nó cũng lạ lắm, cho nên là cô cho con một phiếu vào trong đó. Rồi đó, tới ông đó. Dạ cảm ơn cô. Không chị Hằng, em xin tiếp lời Hằng, hơi rất là lạ anh chàng này nè. Nếu mà biết bẻ cái cột hơi cậu này rất là lạ. Tuy rằng là anh có thiếu thiếu một chút, anh có thiếu thiếu chút xíu, nhưng mà có anh có thiếu chút. Cho bà nói sao tôi nói được. Anh thiếu chút xíu nhưng mà anh có cái lạ. Rồi nói rồi, đi. Hồi nãy giờ là cái bài hát này là bài hát rất là khó. Cái mốc cao rất là cao, cái mốc thấp rất là thấp. Con chỉ mới ở số tuổi này mà khi mà mỗi lần mà con hát tới mấy cái câu thấp á, chú ngồi chú run lắm, không biết là con có xuống tới không. Mà con đã làm chú rất là thỏa mãn những cái nốt thấp của con. Chú chúc mừng con. Dạ. Con sẽ được một phiếu của chú Quang Lê. Chú Lê á, ngay nghề. Cho nên khi á, cháu có hát á, là chú gồng người. Tại sợ con làm không thành. Cho nên cứ lúc mà con thấp á, là chú lấy ngón tay chú chỉ. Chú chỉ muốn lủng lủng muốn đất luôn á. Chú chỉ ráng cái con vô được cái ổng khoái à. Cho nên chú cũng chịu luôn. Con sẽ về đội dân ca cải lương của cô Bình Tinh. Mời dạ. Con có vẻ như sĩ số lớp dân ca cải lương đang liên tục tăng lên khi lại tìm được một thí sinh đầy tiềm năng. Liệu tài năng nhí tiếp theo có thể tiếp tục nhập học ngôi trường thử tài siêu nhí hay không?
cùng tự phương. Giặt miếu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Đường đi Vĩnh Long không còn những chuyến phà xưa. Xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa. Trà Vinh trà Cú đón chào mời nhau bình tĩnh.
Mới có tiết mục đầu tiên của đêm nay thôi đó mà hoành tráng lệ vậy đó quý vị. Và tiết mục này cũng đã cho chúng ta thấy được những cái nét đẹp văn hóa ở từng vùng miền trên đất nước Việt Nam chúng ta. Xin mời cô giáo Việt Hương. Cái tiết mục này rất là đặc biệt, tại đây là một trong những cái lễ hội mà Việt Hương rất là muốn được tận mắt để đi xem đùa ghè. Nó vui mà nó hào hứng. Điều quan trọng là về tới Sóc Trăng thì không thể nào mà quên được cái món bánh này. Uống nước trà đã dạy bé Kim Anh còn rất là khôn khéo khi đem xuống cho ba ban giám khảo. Mà quan trọng là hôm nay con ra đây á, không có thi tố gì trơn á, lội ngược dòng, lội ngon lành luôn. Chịu có một cái là vô chổng có 2-3 giây mà sao thay được bộ đồ kịp luôn. Hát tốt ha, vô ra ngon lành. Nói chung là hôm nay con lội ngược dòng là ngon lành rồi. Và hồi nãy là đua ghe mà mình còn về mình thắng luôn nữa, đúng không? Lội ngược dòng mà mình được cái ghe nữa là mình ngon rồi. Bây giờ mình nghe tiếp ý kiến của cô Thanh Hằng nha. Con đã tiến bộ hơn lúc trước, hai bài nhạc rất là đẹp. Nhưng có một điều rằng là về bên cổ, khi cổ không phải đơn giản. Nếu mà con làm tốt được cái bên cổ nữa thì coi như hôm nay con hoàn hảo lắm. Cô chúc mừng cho con. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Xin mời ý kiến từ cô Đoan Trang. Kim Anh, con là một bé gái rất là tài năng. Con có giọng hát rất đẹp, gương mặt rất là dễ thương, sáng sân khấu lắm. Tiết mục này cô Bình Tinh dựng cho con rất là đẹp. Đây là một cái kỷ niệm rất là lớn đối với con để mình được trải nghiệm. Tuy nhiên cô vẫn hơi tiếc là con hơi bị vấn đề về phần hơi. Cái lấy hơi của mình đó, nó không dày, cho nên cái phần diễn của mình, cái những cái nốt hát của mình nó chưa đủ độ chính. Tụi con còn nhỏ mà tụi con làm như vậy rất là tốt. Chỉ khắc phục thêm những cái mà mình còn khiếm khuyết nha con. Chúc mừng con. Và một lần nữa, thay đồ rất là giỏi. Bao nhiêu đây tuổi mà con có thể bình thản chạy xuống, thay đồ và chạy lên. Tươi ơi là tươi, còn khuấy động khán giả nữa, cho nên cô chúc mừng con. Cảm ơn các cô nha. Cảm ơn mọi người. Bây giờ ban giám khảo của chúng ta có 3 người. Con được quyền chọn một người để biết điểm số. Con muốn chọn cô nào? Con xin chọn cô Việt Hương. Cô Việt Hương, cô sẽ dành cho bé Kim Anh bao nhiêu điểm? Điểm thấp nhất là bao nhiêu và cao nhất là bao nhiêu? Con quên rồi nhỉ. 9, 10. Tới giọng này thì bé nào cũng tài năng như nhau hết. Thấp nhất là 9. 9. Là cao nhất là 10 hả? 10 điểm. 10 điểm. Còn cô Thanh Hằng và cô Đăng Trang thì cuối chương trình chúng ta sẽ biết ha. She's got a smile that seems to me remind me of childhood memories where everything was fresh as bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stay too long, I'd probably break down and cry. Kiều Anh, con đã hoàn thành phần thi của mình. Xin mời giám khảo Quang Lê nào. Cái giọng của con rất là trưởng thành, cái lỗ tai của con nhận định rất là tốt. Tại vì tiếng Anh, nếu mà mình là người Việt Nam mà mình phát âm không khéo, mình sẽ dễ bị mắc những cái lỗi. Tại vì tiếng Việt Nam mình rất là nặng, nhưng mà khi phát âm qua tiếng Anh thì họ xài chữ S và gió nhiều lắm. Thì hồi nãy giờ chú nghe, chú hoàn toàn hiểu hết những cái gì con hát. Có nghĩa là chú khen cái lối phát âm của con rất trọn vẹn. Cảm ơn con. Cảm ơn giám khảo Quang Lê. Và mời giám khảo Thanh Bạch nhận xét cho tiết mục này của con. Chất giọng con đẹp và thể hiện bài hát này. Nếu con đi hát trong một bar, trong một club nào có người nước ngoài, chuyện bình thường và thấy rất là đáng yêu và dễ thương nữa. Con không có bị một áp lực nào của một cuộc thi. Và con đã thật sự là hòa nhập với bài hát của mình để truyền đạt cảm xúc và tung tăng như là cá gặp nước. Chú chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch và chúc mừng con. Kiều Anh đã hoàn thành thật tốt phần thi của mình nha.
như cánh chim ngóng trời lòng lòng vương vấn yêu thương đã hứng giọt mưa nguồn một đời khát khao rút lòng nhà kèn sầu đã muốn hỏi một câu bao giờ tôi đã vương ha mênh mênh mang mang phù văn nên tự vì vì vu vu chút lòng tiền tự thồn thần nỗi lo đến ca khúc Trên Đỉnh Phù Vân, một ca khúc mà rất là khó, đặc biệt là so với lứa tuổi của bé. Không biết các cô chú giám khảo nghĩ sao ạ? Mời cô Đoan Trang. Con cũng là một bạn rất là tinh tế. Vì thứ nhất là con hiểu được cái ca khúc này, con hát con cũng biết xử lý chứ không phải không đâu. Nhưng mà do cái sức của con nhỏ quá, cái bài này nó quá cái sức của mình thôi. Cô phải suy nghĩ thêm để xem là với cái đô của con vừa trình diễn vừa rồi nó có hợp lý hay không, hay là nó có một vài cái điểm gì đó nó cũng chưa làm cho cô cảm thấy là hài lòng liền. Linh thì cũng có một chút suy nghĩ cũng hơi na ná như Trang. Cái phần con lên cao thì rất là tốt, nhưng mà cái phần mà thấp, cái phát âm của con nó chưa nghe, chưa có rõ lắm. Bài này là ai chọn cho khỏe. Con? Dạ con tự chọn. Đó. Tại vì thấy mình chưa? Muốn thể hiện mình phải không? Có điều là cái bài này âm vực nó rộng quá. Còn một cái phần nữa, nếu sau này con là ca sĩ thì con phải chú ý về cái dáng dấp của con. Tùy bài để mà con đứng. Những cái bài này không phải là dành cho cái dáng đó. Đó. Con đứng bận áo dài, con đứng mà nhìn con nó khắc khổ lắm kìa. Chú ra khòm mà nhìn con còn khòm hơn chú nữa. Ráng về tập soi gương để đứng mình nhìn cái dáng cho mình cho nó thanh thoát hơn. Hiểu của con gái mà. Ha. Trời màn đêm không trăng mịt mù, mọi người thì đang nôn nao giả vũ chẳng có ai trông giống em. Mùa nắng lọ lem tóc rối vụ xù, chặng đường đầm hoa lung linh rực rỡ như biết bao cô gái kia. Đừng muốn bảo em ơi đã có ai, hoàng đi đến cho em một ước mơ. Cứ từ từ lên nhé để cùng chiếc chan nụ cười, cười được vượt tới nhẵn mỗi đêm về mang ước mơ yêu đời.
rồi từ từ lên nhé để khung thành luôn chiếc chăn nụ cười cười gập gập tiếng nhãn mỗi đêm về mang ước mơ yêu đời đừng mình ta thân nữa ta sẽ luôn bên nhau trong những tâm hình sắc màu mình cùng selfie nhé để tâm hồn luôn chiếc chăn nụ cười selfie selfie nha selfie selfie nha baby selfie selfie nha selfie selfie nha lồng lên selfie selfie nha selfie selfie nha baby selfie nha em ơi wow wow oh lồng lên selfie selfie nha selfie selfie nha baby selfie selfie nha selfie selfie nha lồng lên selfie selfie nha Khoan khoan cho chú chụp hình nữa. Cho chú chụp hình nữa, mình selfie tấm nữa nha. 1, 2, 3. Cảm ơn tất cả các bạn của vũ đoàn bước nhảy. Cảm ơn con trai nha. Con trai trong vai hoàng tử. Rồi, cô bé Lò Lem cuối cùng cũng đã hóa thân thành nàng công chúa. Trời ơi, hôm nay con mặc cái bộ đồ màu xanh này con biết giống ai không? Giống cô nào? Không, cái màu này của chú đậm đà hơn con. Con thấy giống màu của cô nào, chú nào ở đây? Dạ, cô Thanh Hằng. Hả? Chú lại thấy cái cô ngồi kế cô Thanh Hằng là mới giống con hơn đó. Cô Đoan Trang. Đó, rồi trên đầu cô Đoan Trang cũng đội cái băng đô giống như là con đang đội cái vương miện dễ thương nè. Cho nên thôi bây giờ cô bé Lò Lem, nghe mẹ cô bé Lò Lem góp ý nha. Chú ưu ái cho em quá rồi chú ơi. À, làm mẹ không chịu ha, vậy thôi mời dì ghẻ của cô bé Lò Lem nói. nãy có bốn bà, giờ thêm bà này nữa năm bà. Hai bà, bốn bà dì ghẻ. Rồi. À, cái bài của con thì con tập bao lâu rồi, nói cô nghe. 2 tuần. Con thấy thời gian đó là có đủ cho con tập chưa? Con đã nhuần nhuyễn chưa đó? Nó nhuần nhuyễn chưa, đúng rồi đó. Dạ rồi, nhưng mà con còn thiếu hơi kìa một khúc. Đúng rồi, đúng rồi. Cái chuyện mà con thiếu hơi á, cô mừng là con nhận ra cái đó. Tại cái đó là một trong những cái quan trọng nhất khi mà mình hát. Rồi thêm cái nữa mình có động tác nữa, mà mình không có đủ cái hơi á, thì mình sẽ bị chạy nhịp. Rồi mình sẽ ngân, rồi mình nhả chữ, rồi nó cũng không có đẹp nữa. Đó cần mình tập kỹ lại. Cái thứ hai nữa là cái nốt của mình á, con hát á, có những cái nốt của con nó chưa có chuẩn xác. Nhất là cái bài này á, nó đơn giản thôi như bị là rất là nhiều cái câu nó chạy nốt. Tuy nhiên cái bài con rất là đáng yêu, nhất là cái chỗ mà con chụp hình selfie á, con có hai cái lúa đồng tiền ở đây nè, cho nên là đáng yêu lắm. Cảm ơn con nhiều. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Đoan Trang. Dạ, mời ý kiến thêm của người hay đóng vai dì ghẻ nữa. Dạ. Mời cô Thanh Hằng. À, nhưng mà trong này thì có cô Đoan Trang đóng vai dì ghẻ rồi, thì thôi bây giờ cô đóng vai mẹ ruột đi. Dạ, mẹ hiền phải không ạ? Mẹ hiền, người mẹ hiền. Cô rất là thương, thương với cái tâm hồn mà hồn nhiên của tụi con. À, mặc dù tụi con có sơ sẩy chút xíu cái điểm đó để phải sửa lại, chỉnh lại không sao. Đối với cô nghĩ tụi con rất là sáng, rất là giỏi mà rất là lanh nữa. Cho nên cái điều đó sửa lại được. Được ha cô Đoan Trang ha. Hy vọng, đó, hy vọng. Sẽ thương được. Tụi con á, thì các cô chú ở đây thương ghê lắm. Nhưng mà cô vẫn như là hồi nãy cô nói, cô muốn người ta coi tivi á, người ta sẽ thấy là ô Quỳnh Như ngày hôm nay, trời ơi, khác thi cái cuộc thi kia ha, thấy tiến bộ hơn nhiều ha. Hoặc là người ta nói là wow, thử tài siêu nhí, công nhận toàn là mấy đứa nhỏ, rất là giỏi. Chứ không phải là mình cứ dễ dãi rồi cứ qua. Thì cái đó nó không phải cái tiêu chí của các cô chú. Cảm ơn cô Đoan Trang. Đó là tâm huyết mà các cô chú muốn dành cho các con, để các con ngày một tốt hơn. Mỗi mùa xuân trên để tôi nhẹ thêm mỗi mùa xuân sang ngày tôi sẽ mê càng càng rồi mùa xuân hôm nay
nay thì con hát cái bài này chú lại thấy nó bắt đầu nó thoải mái hơn. Đó. Thì cứ tiếp tục thoải mái như thế con nha. Cái bài này nó chưa có tạo điều kiện cho con thể hiện hết cái vẻ đẹp của giọng hát của con. Trong cái bài hát này, cái tốc độ của nó hình như làm cho con không đủ cái cơ hội để con diễn tả cho nó đẹp hơn, cho nó sâu lắng hơn. Thì cái điều này thật là khó cho chú, để chú suy nghĩ một chút. Cô hy vọng là lần sau nếu mà cô được quay trở lại Thử Tài Siêu Nhí, cô được gặp con lại nha. À, dạ. Vậy thì mời cô Thanh Hằng, cô Thanh Hằng cho quyết định của mình ngay ạ. À, cô thì rất tiếc, cô xin lỗi con. À, cô không có đồng ý. Cô Thanh Hằng chưa đồng ý. Chú Hoài Linh. Tôi nói rồi, cháu có cái sự thể hiện nó khác hơn lần trước. Tôi thấy có tiến bộ, tôi đồng ý. Giám khảo Hoài Linh đồng ý, chúc mừng con. Và chú Thanh Bạch, chú suy nghĩ xong chưa ạ? Chú Thanh Bạch suy nghĩ xong rồi. Vậy thì kết quả như thế nào? Kết quả chú đồng ý. Chú đồng ý, chúc mừng con. Vậy thì chúng ta sẽ chờ đợi xem một lát nữa thầy giáo Hữu Quốc có lựa chọn mình hay không nha. Nào, cảm ơn con với phần trình diễn vừa rồi. Đức vua Rim đã băng hà, toàn dân xứ sở Aodia để tang 3 ngày để tỏ lòng biết ơn với vị vua anh minh của xứ sở. Loa 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 loa. Aodia ơi, ta đã trở về đây với kinh thành xa xưa cổ kinh, lòng dân ngâm ngùi khi vắng bóng cô. Quân vương ơi, có phải nơi này thiếp và ta gặp gỡ yêu nhau? Có phải nơi này chàng xua đuổi thiếp thương đau, lời ly tan tình chồng vợ? Bây giờ chỉ có cái chết mới thật lòng tha thứ, cái chết mới là nơi chấm dứt mọi niềm đau. Mẹ, mẹ làm sao vậy mẹ? Trời ơi, con hãy thử tha cho mẹ, con hãy thử tha cho mẹ nghe. Ra la ơi, bây giờ thì mẹ có thể nói thật chứ con? Con chính là con trai của đức vua Bơ Rin, người đã cai trị xứ sở Aodia này, người mà con đã gặp cách đây mấy ngày. Con đã ca cho người nghe bài Cả Bóng Quế Trăng. Mẹ, mẹ nói thiệt hả mẹ? Mẹ nói thật. Mẹ, mẹ ơi, sao ngày đó mẹ không cho con theo cha khi cha đã cạn lời nắng này? Để đến bây giờ thương tình phụ tử mẹ mới cho con gọi hai tiếng cha ơi, thì cha đã qua đời. Con chưa thuộc hết giọng nói của cha và chưa kịp nhớ tiếng cha cười, chỉ thoáng thoáng lần đầu gặp gỡ ngày mẹ phụ phàng xua đuổi cha đi. Bóng cha chìm dần trong rừng khuya, bước từng bước nhạt nhòa theo anh đuốc. Con đứng trông theo mà buồn rơi nước mắt, muốn gọi cha ơi mà thốt chẳng nên lời. Tôi nghiệp cho con tôi chưa cảm được mà
mắng không cha thêm một lần không mẹ. Không biết rồi đây cuộc đời con trẻ sẽ về đâu. À, mẹ, mẹ làm sao vậy mẹ? Sao tay mẹ lạnh, mắt bớt dần thần sắc, môi tím bầm, mặt nhợt nhạt xanh xao. Mẹ, mẹ đừng làm con sợ nha mẹ. Mẹ đừng để con ở lại phút cuối phần trẻ. Cha đã bỏ đi con, còn có mẹ. Mẹ đừng để con sống kiếp lạc loài. Sa La ơi, mẹ vẫn còn gượng sống với con đây. Mẹ có lỗi, con hãy thương tha cho mẹ. Mẹ hãy dìu con vào trong hành lễ, để lần cuối cùng con thấy mặt phụ vương. Đi đi mẹ. Trời đất, trời đất. Xin chàng đã lừa dối thì Xê Đa, phụ vương của con. Ra là con chàng đã lừa dối thì phải. Ta nghĩ rằng chỉ khi ta bày ra cái chết, nàng mới quên lời thề trở lại kinh thành Aodia để vợ chồng mình gặp gỡ. Và sự thật là Xê Đa đã về đây. Phải, thiếp đã về đây với một lời nguyện. Hai ta gặp nhau phải có một người nhìn biết. Xê Đa, muộn rồi chàng. Hãy dành nước mắt khóc người đi vĩnh viễn không ngờ về. Trời, lá đâu mẹ? Xê Đa, Xê Đa. Thôi nghe từ nay đừng hoài giống bóng má con đò. Bài ca năm xưa, bài ca năm xưa, nàng hãy hát cho ta nghe bài ca bông huệ trắng. Sa La, dạ. Con hãy thay mẹ hát cho phụ vương con nghe lần cuối đi con. Dạ mẹ, con hát cho phụ vương nghe đây. Mẹ đừng bỏ con nha mẹ. Hát đi con. Dạ. Làng hương thơm ngát rừng tăng cho ta bóng quê trắng trong giữa giang tình. Sao xuyến bao nỗi niềm riêng kìa bông hoa, hay là trái tim nỗi nên lời. Màu hoa vẫn tươi, năm tháng đâu thế nào phải buồn vui. Có nhớ mẹ đây là mẹ đừng bỏ con mẹ ơi. Đây là cảm ơn chị Mỹ Hằng và cảm ơn Minh Trường đã hỗ trợ cho Huỳnh Triệu Phú trong tiết mục này. Xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ.
thật sự là xin cảm ơn Mỹ Hằng và Minh Trường rất là nhiều đã đẩy cái cảm xúc rất là tuyệt vời. Nó vừa đủ, nó vừa tròn, nó không dư, nó không thiếu cái gì cả. Để cho đến bây giờ vẫn còn, con vẫn còn là cái nhân vật đó chứ con không phải là triệu phú nữa, đúng không con? Dạ, yeah. Quý vị ơi, cải lương đâu có mai một. Cải lương của chúng tôi là như vậy đó. Khi ánh đèn mà sáng sân khấu lên rồi thì chúng tôi nỗ lực hết, cháy hết bằng trái tim, bằng lửa để cống hiến cho đời, cho xã hội một cái gì đẹp nhất, một cái bộ môn nghệ thuật thiêng liêng nhất của đất nước Việt Nam này. Một lần nữa xin cảm ơn, cảm ơn rất là nhiều. Xin quý cảm ơn tiết mục này, cảm ơn Hữu Quốc rất là nhiều. Xin cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Những cái gì khen thì cô Hằng đã nói rồi. Chú chỉ khen một cái điều như thế này nè. Cái đoạn mà nàng Seda gặp lại vị vua Rim đó, thì thật sự ra thì chú chỉ sợ con bị chết bộ ở trên sân khấu. Nhưng mà cái ông Năm này nè, nói là cái ông Năm mà giữ nè. Tức là khi bên này vừa đẩy cảm xúc đủ một cái là chú thấy con quỳ xuống ở chỗ cái đám lá này, là chú nói rồi, ông này ông dữ dằn rồi. Chứ nếu con làm sớm hơn một chút hoặc trễ hơn một chút, nó con sẽ mất cảm xúc liền. Và cái lúc đó đó, tính tức là vừa vặn cái thời gian để cho con cầm cái lá đó, con lên con coi, để con chạy tới con kêu lá độc đó. Đó là một cái sự tính toán khôn khéo của ông Năm. Và cô Mỹ Hằng con thấy hát hay không? Quá hay đúng không? Diễn hay không? Quá hay. Và con vẫn không bị lu mờ ở trong cái lúc hát cũng như cái lúc diễn của cô Hằng. Bữa nay con diễn xuất tuyệt vời, hát tuyệt vời. Chúc mừng con. Dạ, cảm ơn chú. Con biết vì sao không? Bởi vì ngay cả khi mà bé hát cái bài Bông Huệ Trắng á, thì mình thấy rõ ràng rằng bé đã bị cảm xúc nó đẩy lên, nó nghẹn ngào. Hát có thể không trong, không rõ như bình thường bé hát, nhưng mà đó là cái cảm xúc, cái tâm lý của nhân vật. Và chúng ta hoàn toàn thông cảm được cái điều đó. Và chúng ta chấp nhận cái điều đó. Bởi vì nhân vật khi đó là không thể nào mà tỉnh táo để có thể hát cho hay, cho tròn trịa được. Phải. Và đó nhận là một cái điều rất là hợp lý với cái phần trình diễn này. Mà cái cảm xúc của con khi mà con hát, khi con vô câu vọng cổ rất là tròn vành rõ chữ. Mà khi cái bài nhạc Bông Huệ Trắng mà con ca, con bị nghẹn, bị ngất. Cần có những cái thứ đó. Có những lúc mà không nói lên lời được. Có những lúc đó phải diễn như vậy đó. Dạ. Hay là... Xin cảm ơn các vị giám khảo. Có những điều lý mang hơi khác.
như là Lý Đoàn Xuân, Lý Kình Tương và những điệu mang hơi nam như là Lý Tình Tang, Lý Con Sảo, Lý Quá Đèo, Lý Chuông Chuông. Họ Huế gồm có họ Mãi Nhí, họ Đưa Linh, họ Dè Dèo, họ Hùi, họ Nền. Nhạc nhạc cung đình Huế là một bộ môn đặc trưng, không giống bất cứ bộ môn nào. Khép lại chương trình về nhạc nhạc cung đình Huế sẽ là bài Lý Tình Tang và tựa đề quen thuộc Mười Thương. Tiết mục rất là hoành tráng, rất là đẹp mắt. Và về Huế thì chắc chắn là mình phải hỏi chú Quang Lê trước rồi. Chú Quang Lê thấy tiết mục này như thế nào ạ? Chú phải đầu hàng chứ thua con đó. Con biết nhiều quá, rất tuyệt vời. Đây là cái bộ môn mà con cũng như là huấn luyện viên đã chọn thì chú rất là thích. Và Quang Lê rất tự hào khi có tiết mục ca ngợi về cái đặc sản cũng như là cái bộ môn ca Huế. Cảm ơn con vị dạ. Cảm ơn chú Quang Lê. Mời cô Việt Hương. Mỗi lần mà con cất cái giọng nói con lên và với cái phong cách, cái kiểu nói của con á, như một cái người hùng biện vậy đó, nghe nó đã mà nó rợn hết cả người. Nhưng cái phần hát của con hôm nay không có tốt lắm. Và em biết không, cái điều đó nó giống như là bánh bông lan mà em đẩy thêm miếng trứng muối cho nó đậm, cho nó sắc ở chỗ đó thôi. Còn cái phần của con bé vẫn là cái phần bánh bông lan, phải nở bung ra như thế. Bắt con hát nhiều quá, hiểu không? Phải cảnh báo, vô tới đây rồi phải cảnh báo, làm cho cô suy nghĩ hết sức. Thôi, cứ để thời gian cho cô Hương suy nghĩ đi. Mình nghe tiếp ý kiến của cô Đoan Trang. Đúng như là cô Việt Hương nói là phần hát của con hôm nay là chưa tốt lắm. Bởi vì mấy cái bài này rất là khó. Hát phải có những cái trúc trắc đi lên đi xuống. Một thương tóc xòa ngang vai hai ơ. Tuy nhiên cái tạo hình của con hôm nay quá đẹp. Từ cái mái tóc của con tới cái mấn, tới những cái bộ trang phục của con nhìn rất là tao nhã. Nó rất là đài cát của một cô gái Huế. Đẹp, ôi cháu đẹp quá. Cảm ơn cô Đoàn Trang, xin ý kiến từ cô Thanh Hằng ạ. Bước ra sân khấu con điềm đạm, con dịu dàng. Gương mặt và cái hình thể của con đều giống cô hết. Hả? À? Trời ơi. Giống chỗ nào vậy cô Hằng? Đức Hạnh, cái Đoan Trang, cái gì thì mỹ dịu dàng. Từ lâu rồi, những cái số mà đầu tiên cho đến bây giờ, lòng cô luôn luôn lúc nào cũng ao ước. Cô xin được phép làm một người mẹ đỡ đầu cho con có được hay không á? Cái điều đó cô may rất quá, quý. May quá chị Hằng nói câu đó, em cứ sợ chị Hằng nói câu cô xin phép mẹ cha con nhận cô làm con nuôi luôn. Cho giống hai chị em. Dạ, cảm ơn các cô chú. Giờ con muốn nghe điểm số của hai cô chú nào. Mời cô Đoan Trang trước nè. 9,75. 9,75. Rồi ai nữa con? Nghe điểm số chú đi. Hả? Chú Quang Lê đi. Cô Việt Hương. Cô Việt Hương. Con có cái khả năng khủng khiếp là nói hơn cô.
ha. Cho nên cô phải muốn giống như là con là truyền nhân vậy đó. Cho nên là phải có cảnh tỉnh. 9.5 9.5 Rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm ha thầy Quốc Đại ha. Kính chào ban giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, con người ta có thể đi khắp năm châu bốn bể suốt cuộc đời, nhưng những cảnh đẹp muôn hình vạn trạng, những cảnh nhộn nhịp hào nhoáng của chốn đất khách quê người cũng không thể níu giữ tấm lòng của người con xa quê, yêu quê, nhớ quê và niềm khát khao mong chờ một ngày không xa được trở về quê hương yêu dấu. Quê hương là cội nguồn in bóng kỷ niệm tuổi thơ, nâng niu bước chân con người trên đường đời, là chốn bình yên để con người tìm về sau những chuyến đi ngược xuôi bôn ba vất vả. Tự hào biết mấy khi được sinh ra trên mảnh đất Việt Nam, tổ quốc thân yêu đất mẹ hiền yêu dấu. Chẳng thế mà thi sĩ Lan Sa đã từng thốt lên, có nơi đâu đẹp tuyệt vời như sông, như núi, như người Việt Nam. Còn nhà thơ Nguyễn Đình Thi thì viết: Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn, cánh cò bay là rập rờn, mây mở trên đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Và nhạc sĩ Thanh Sơn trong ca khúc Quê hương ba miền cũng đã chắt lọc vô vàng lời hay ý đẹp để người ca vẻ đẹp non nước Việt Nam trải dài từ Bắc vào Nam. Với sự vân tĩnh giọng điệu vùng miền một cách rõ ràng, bài hát như mùa lý giải mối tương quan giữa điều kiện đất đai khí hậu với đặc điểm tính cách con người ở ba miền khác nhau. Miền Bắc có thiên nhiên trù phú thanh sơ, nên con người ở đây thường sang trọng, chỉnh chu. Miền Trung hát nhịp dư rồi, đã tạo cho con người nét đỉnh cấp, điềm đạm đầm thắm. Miền Nam có đất đai màu mỡ, nên con người ở đây thường cởi mở, hào phóng. Mở đầu bài hát là miền Bắc thân yêu, mảnh đất nằm ngay đầu chữ S của đất nước, nơi là thiên nhiên ưu ái băng tặng nhiều dây lăng thắng cảnh đẹp và bậc nhất Việt Nam. Vẻ đẹp non nước hiệu tình nơi đây còn khiến biết bao du khách trong và ngoài nước đắm say. Thề trong vai nghiêng nón
ngọt ngào sâu lắng của người dân nơi đây. Thiên nhiên đã ban tặng cho rừng châu thổ này hệ thống sông rạch chằng chịt, đất đai màu mỡ, đồng lúa thẳng cánh cò bay, và thành phố Sài Gòn hoa lệ chính là tâm điểm của mặt đất đáng tự hào này. Cái máy nói bây giờ thì đại nghĩa nhìn thấy giám khảo đang dòm bé bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cô bé này nói bất chấp địa hình, nãy bưng bá trên cao đầu bài, bà nói mình đã sợ rồi, tội nghiệp mấy người vũ công đứng bên trong run lẩy bẩy, hai chân run rẩy, mồ hôi đổ ra như tắm, mà bà vẫn cứ nói. Hạ bà xuống, bà vẫn nói. Sau đó tôi thấy có một cái cô vũ công bưng bà lên trên cái bục, bà cũng nói. Cô Việt Hương là thua con luôn đó. Cô Hương là nổi tiếng là nói không ngưng nghỉ, nói không thở. Mà cô Hương bây giờ là coi như là tuột máu não với con rồi. Tuần trước á, khi mà con thi xong á, là trong đầu của cô về là toàn là chú Sóc sang nhà chị hai đang ngồi cọ chậu, và sang nhà chị ba đang ngồi xe chị. Rồi còn hôm nay thì ước mong khát khao mong đợi một ngày được trở về quê hương yêu dấu. Trời ơi, sao mà giỏi dữ vậy? Cô biết là con là một cái cục ngọc rất là sáng trong cái đội của chú Quốc Đại, cho nên các cô chú cùng hợp tâm lại làm cho con một tiết mục rất là hoành tráng. Tuy nhiên cô thấy là con không có cần phải dựng cái gì hết trơn, con đứng không đó, con làm cái này cái kia, ba miền của con là quá đủ rồi, đúng không? Và một cái nữa là cô rất là khen con, đó là con rất là bản lĩnh. Mặc dù con ở trên cao hay là khi con được đặt xuống thì con vẫn rất là bình tĩnh, vẫn nói ha, cho hung miếng đi. À, chứ cô đang trang hung con miếng kìa. Thôi, rồi ông ấy đứng đây luôn cũng đứng được đây, đứng đây luôn đi. Đúng rồi, nhận để xét rồi. Khoan, để cho nói trước đây đi. Đúng là trời đất, ông bà cha mẹ của con đã sanh ra con để con nói. Chị nói Hàng, hay chị Hàng nữa chứ phải rồi. Em xin góp ý chị chút xíu. Em xin phép chị, em phải chen chị thôi. Chị chen chị Hương được mà, em phải chen chị. Nếu như mà cái tình huống vừa rồi á, phải nói là trời đất, ông bà, cha mẹ sanh con ra cho con một cái khả năng nói. Chứ đâu ra mà trời đất, ông bà, cha mẹ sanh con ra. Chị vậy. Cảm ơn thầy Quốc Đại. Trời ơi, em đã tìm đủ mọi cái sáng nhất, đẹp nhất để tạo dựng cho một cái tiết mục này. Cảm ơn em rất nhiều. Vô! Các bạn có biết đó là khi mà mình hát một bài hát á, mình sẽ được giống như hồi nãy Việt Hương nói đó, là một bài hòa âm. Và mình có thể theo cái bíp nhạc, và cái nhạc lên xuống là do cái người hòa âm nó có hay hay là dở. Hát cải lương cũng vậy, chúng ta có thêm vũ đạo, chúng ta có thêm bài bản, chúng ta có những cái ánh mắt, những cái tay chân điệu bộ. Nhưng riêng cái nghề nói, cái nghề rất là khó. Nói mà không đúng thời sự á, người ta nói chứ cũ. Mà nói đúng thời sự á, người ta nói là đem ra để châm biếm. Cho nên cái nghề nói nó lại không có một cái điểm dựa nào hết. Và lúc nào cũng phải cập nhật thời sự. Và quan trọng nhất, chả có gì hỗ trợ mình ngoài cái là cái gì? Kiến thức và
bằng cách nào trời cho không líu lưỡi và trí nhớ phải tuyệt vời. Với một cái đứa bé 5-6 tuổi thì tôi không thể nào tôi nghĩ là bé được nhớ luôn cả tác giả Thanh Sơn đã viết bài này, tác giả thơ này viết bài kia, và câu cú nào nằm ở chỗ đâu, điểm tựa nào để xuất phát ra một lời hát. Tại vì bé là khả năng của một cái tài, chứ không phải là chấm về ca, chấm về nói, chấm về diễn, mà đây là bao gồm trong một cái tiết mục đầy đủ cái tố chất. Còn gì nữa, năm nay đã kiếm được siêu nhí rồi. Dạ quý vị thấy không, bé nói về ba miền là ba cái giọng khác nhau nha. Miền Bắc nói giọng Bắc, miền Trung nói giọng miền Trung, miền Nam nói giọng miền Nam luôn. Quá tuyệt vời cho một cô bé 5 tuổi, cho chú Nghĩa Hùng miếng. Rồi, chúc mừng con gái. Chạy ra với thầy Quốc Đại, cái ôm cái hung thầy cái luôn nè. Dạ con xin kính chào cô chú ban giám khảo. Con tên là Trương Trọng Nhân, 13 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con xin hát bài Ca Đất Phương Nam. Mừng con trai. Trời ơi, với cái áo bà ba, với cái khăn rằn hát cái bài này, cộng với là cái phong cách của con nó chân chất, nó mộc mạc, dòm đi như là một ông hai lúa nào tự miền Tây mới lên đây đứng hát vậy đó. Rất là dễ thương. Ban giám hiệu thấy sao? Mời cô Thanh Hằng ạ. Con có cái chất giọng dân ca rất là hay, rất là sáng. Thì cô hy vọng con sẽ được vào bên trong. Dạ, cảm ơn cô Hằng. Con mình hát mấy cái bài nhạc với giai điệu quê hương dân ca vậy nè là hay lắm rồi. Nhưng mà con có biết hát giọng cổ không? Biết luôn hả? Tặng cho mọi người đây một câu được không? Quê của bà tôi nằm sâu nơi chân trời mờ mịt nay, không biết có chờ mong người cháu ngoài muốn hoài.
Tại vì con có những cái mà khi con ngâm khó quá, đó, con có những cái luyến lái nó chính xác, nó không có bị phô. Khi mà đẹp con lắm. Hát giọng cổ, chú Nghĩa nghe còn thấy hay hơn. Cái chất giọng rất là chân phương, phù hợp với lại giọng cổ rất là cải lương. Mời chú Quang Lê ạ. Khi mà con bước ra con ca tân nhạc thì thật sự là không thuyết phục chú. Chú nhận được là trong cái giọng con có một cái gì đó đặc biệt, nhưng mà không dành cho dân ca hoặc tân nhạc. Tại vì con ca mà giống như con nói vậy đó. Chú hỏi với cô Việt Hương cũng đồng tình với chú điều này. Thì chú ngồi chú suy nghĩ là chắc con phải có giấu một cái tài năng gì khác ngoài cái tân nhạc hoặc là một cái bài ca quê hương. Khi mà con xuống cái vòng cổ đó thì cái cảm giác của chú lại thay đổi. Chú dành cho con một phiếu, nhớ không đi tân nhạc, cổ nhạc. Cảm ơn chú Quang Lê. Cô Việt Hương có ý kiến gì không ạ? Cô cũng có từng được diễn cái bài này chung với đội nhóm rất là nhiều. Cô với chú Quang Lê có nói là chưa thấy được cái sự mượt mà hào sảng đó ở miền Tây. Nhưng mà tự nhiên nãy chú Nghĩa cứu con một bàn thua trông thấy. Khi con hát câu cải lương, cô chịu liền, quay vô Bình Tinh, đá lòng nghe phạt phạt. Cô Bình Tinh, thế sao cô Bình Tinh? Đá dạ, lòng nghe luôn á. Khi mà nghe con ca thì cô Bình Tinh cũng nhìn xuống, nhìn chú Lê với cô Việt Hương để coi cái phản xạ của cô Hương có giống cô Bình Tinh không. Là cái chất giọng của con thì lạ thì có lạ, nhưng mà cô thì cô lại mong ở con có một cái gì đó nó hơn chút xíu nữa. Nhưng mà khi con ca giọng cổ á thì cô thích. Tố chất của mình là mình rất cần cái những giọng ca lạ. Dạ. Không giống ai hết. Rồi bây giờ nữa cháu nó được hay tốt hay đẹp hay không á là do cái sự huấn luyện của thầy cô. Nhưng mà trước khi đó đó thì phải coi coi ban giám hiệu mình đồng ý hay không cái đã. Mời cô Thanh Hằng. Cô đồng ý. Cô đồng ý. Chú Quang Lê. Chú đã đồng ý. Đã đồng ý. Cô Dư Cương. Cô đồng ý. Chúc mừng con về với lớp dân ca cái lương của cô Bình Tinh.